Rồi em xin chào anh em thì tiếp tục clip hôm nay là em mời anh em nghe thử và nghe lại cái cặp loa Elux 403. Thì cặp này hôm trước em có test một cặp màu đen và cặp đó đã về Bạc Liêu. Thì hôm nay em về được cặp màu vàng và em sẽ hôm nay thì em test cùng với nó là bộ rè bao của Luckman đời mới cao cấp hay em. Thì đây là bộ C700U và bao là M700U. Một bộ này thì nó rất là tuyệt vời, thì không có gì để bàn cho cái bộ rè bao này. Hôm nay thì dây loa em vẫn đang sử dụng dây loa là Magnum MK2 để test cho anh em nghe nhé. Một bộ dây mà chơi được rất là nhiều dòng loa, tiếng khá là tốt. Và dây này là dây xịn, dây chính hãng nhưng mà đầu rắc mình DIY ở Việt Nam anh em nhé, cho nó giá thành nó giảm xuống nhưng mà chất lượng âm thanh vẫn đảm bảo cho anh em, giống như là dây hãng thôi. Và giá của dây này thì nó chỉ có 6.800.000 một bộ. Còn dây hãng thì em đang bán cho anh em là 12 triệu nguyên hộp nhưng mà nó hết rồi. Hôm nay chỉ còn lại một hai bộ hàng DA và chuẩn là mét 2,5 một vé. Rồi thì không để chờ lâu thì em mời anh em nghe bản đầu tiên là bản trống rồi vô nhạc. Trống nó có tiết tấu nhanh để anh em nghe được là cái tần số bass của em này nó đáp ứng được hay không, để cho anh em một cái chất lượng tuyệt vời khi một cặp loa rất là nhỏ nhưng mà lại cho chất âm rất là kinh khủng anh em nha. Rồi anh em có tai nghe hãy đeo vào để cảm nhận được cái chất âm rất là tuyệt vời của Elux nha. Oh,
Rồi, đây là một cái bản đầu tiên. Thì bản thứ hai em sẽ mời anh em nghe bài nhạc Việt acoustic anh em nha. Anh em thấy là khi mà cái tần số bass nó đánh liên tục nhưng mà lo vẫn đáp ứng được cái dãy tần, không có bị ù, không có bị gọi là bể tiếng ập bass anh em nha. Con này nó rất là phê. Cho nên em thấy là nhỏ nhỏ thôi. Em này có một cái cấu hình nhỏ gọn hai quay thôi mà tiếng rất là đáp ứng được rất là nhiều. Nên là đặc trưng của dòng Ilac là cái dáng nó nhỏ nhỏ thôi thôi mà gọn nhưng đánh cực là phê anh em nha. Thì anh em cảm nhận được cái chất âm rất là tuyệt vời của cặp loa Ilac 403. Và em xin báo giá lại một lần nữa trước khi kết thúc clip anh em nhé. Với đôi loa có mức giá là 30 triệu đồng và cặp chân loa có mức giá là 3 triệu đồng. Nếu anh em lấy cả bộ thì quá tốt nha. Và giá là bao ship đó anh em chuyển khoản đủ nha. Anh em nào muốn ship cọt thì chuyển trước giúp em 20% và em không bao ship cho ship cọt anh em nha. Dạ xin cảm ơn rất nhiều.